Đây nè các bạn nhìn thấy cái điểm câu không? Cái điểm câu nè, từ đây tới đây đó, các bạn thấy không? Cái điểm câu á mà mình giới thiệu cho các bạn á là cái điểm câu này là cá hiện giờ là nhiều nhất tại tại huyện Cần Giờ nha. Tại vì ao này là ao cá nuôi nha, là nuôi không phải là nuôi mà giục thức ăn xuống cho nó ăn đâu. Cá nuôi có nghĩa là người ta là cũng lấy nước vô dao này kia. Các bạn thấy cái miệng cống không? Cái miệng cống ngay sợi dây á đó. Đó, sợi dây nè đó, là cái ngay đó là có cái miệng cống, là nước nó từ ngoài sông nó chảy vô. Các bạn nhìn khung cảnh nè, đó các bạn thấy không? Thì ở cái điểm câu này á thì mình cũng muốn nói với các bạn như vậy. Lại gặp chó nữa, đi đâu cũng gặp chó, các bạn nó sủa sùm. Thì cái điểm câu á, mình không phải là mình nói dốc nói xạo gì các bạn. Cái điểm câu này có cá nên mình mới dám quay, mình nói những cái này cái kia cho các bạn xem, đúng không? Chứ không phải là ôi thằng này nó xạo, nó lên nó nói nó nhiều bạn nói mình á là xạo, xạo này xạo kia, xạo nọ đồ này kia, chửi mình đồ này kia. Nếu mà các bạn chửi mình á thì các bạn không tin á, thì các bạn tốt nhất đừng bao giờ các bạn đi câu ở cái điểm này. Đừng đi, đừng có xem clip mình, đừng có đi câu ha. Không có tin thì không có cá thì đừng có lên câu. Còn bạn nào tin á, những nếu mà bạn nào mà có xem kênh mình từ lúc mở đầu tới lúc mà bây giờ á, thì các bạn đó thử coi, các bạn đó câu những cái điểm mà mình giới thiệu như đầm Bát Năm Thu đồ này kia đồ á, thử coi có cá không. Mình nói chỗ nào mình giới thiệu như khu Mẹ Cao đồ này kia đó, những điểm có cá như vậy như khu Mẹ Cao đầm ta bỏ quan vậy, tại sao mình không có để cho mình câu, đúng không? Mà mình lại đi giới thiệu cho các bạn, chỉ cho các bạn những cái chỗ câu rồi xong rồi các bạn coi đã rồi các bạn chửi mình, đúng không? Các bạn câu muốn sạch cá xong rồi nói là mình nói xạo nói dốc đó. Bây giờ những cái chỗ này á, thì cô chủ á, hai bác ở đây á, là tính như vậy nè các bạn. Nói nhà của hai bác đó thì tính như vậy. Như là bây giờ á, các bạn đi vô câu á, thì các bạn đi không nhận một hai người nha. Câu là không lấy tiền nha các bạn. Câu không lấy tiền, chỉ nhận tô là trên 5 người trở lên là mới nhận. Nhận á, là như sau. Là như vậy nè các bạn. Nhận là như vậy. Như các bạn á, đi vô, bữa nay trời nó ui ui nè, các bạn nhìn trời nè. Mây không à. Các bạn nhìn trời, các bạn thấy không? Nó không có được sáng, nó không có được trời nó không được trong, nên cái điểm mình quay á, nó không có được rõ cho các bạn bằng mắt thường. Tại mình quay những cái dụng cụ, mình quay dởm mà, chứ không có mắc tiền gì đâu. Vài trăm ngàn có đi quay úp cho các bạn xem thôi. Như vậy. 5 người trở lên nhận cá, các bạn câu nhỏ các bạn thả, bự các bạn bắt. Các bạn bắt mang về thì bắt, còn không bắt thì thôi. Đó, nhưng mà bắt mang về ở đây là mang về sao? Mang về là tính tiền 1 ký. 1 ký cá mú. Ở đây cá mú là cá mú bự không nha các bạn. Cá mú cá chẽm bự bự không nha. Ở đây cá mú tính tiền là 300 ngàn 1 ký. Còn cá chẽm thì mình quên hỏi rồi, mình không biết nhiêu ký nữa. Nhưng mà như vậy, các bạn vô các bạn nấu ăn á, mình nói ví dụ như một món như là cá mú đi, như là các bạn nấu ăn ở đây á, tại chỗ á, thì là 500 ngàn 1 ký. Còn các bạn 500 ngàn 1 ký luôn, đó là bao luôn tiền cơm, tiền các bạn có thể nấu là 1 ký, các bạn nấu 2 món 3 món gì đó tùy các bạn, nhưng mà bao luôn cơm canh đồ này kia hết cho các bạn, tiền nước tính riêng
không? Còn cái chỗ nó như, còn các bạn nào mà muốn mang về á thì là 300.000 một ký mang về, còn ăn uống ở đây á thì là 500.000 một ký đó. Các bạn thấy mấy ông làm hồ không? Mấy ông đang làm, mấy ông đang 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 coi mình làm gì, mấy ông chưa biết mình làm gì cả. Thì đó, thì bây giờ là cái giá của nó là tính như vậy. Các bạn có thể xuống các bạn câu thoải mái, các bạn câu dính một con cá 2 kg 3 kg gì đó, 2 kg 3 kg gì đó tùy các bạn. Thì các bạn muốn bắt thì bắt, còn không bắt thì thả lại. Chủ yếu là các bạn câu chơi thôi, còn các bạn nào mà muốn câu á, mà gọi là câu mà để lấy cảm giác á, thì nên câu ở đây. Còn bạn nào mà câu mà mục đích là để kiếm cá mang về á, thì các bạn vô đầm Bắc Nam Thu. Tại vì đó Nam Thu á, có 150.000 một ngày à, mà là tới là cá dính là mang về. Còn ở đây á, nó ngược lại, ở đây á, là cá là các bạn câu dính thoải mái, câu á, dính các bạn kéo cái cảm giác. Nhưng mà đặc biệt là các bạn đi phải trên 5 người, trên 5 người hoặc là một tô số lượng lớn, trên 5 người, 10 người gì đó tùy các bạn. Các bạn vô các bạn ăn uống đồ này kia thì cá thì tính tiền như vậy đó. Còn các bạn nào muốn ăn hàu, ăn hải sản gì đó thì nói cô đi mua về cô làm cho các bạn. Cô lấy tiền công chứ không có lời lớn nhiều á. Không? Mình không có xạo nha, mình tuyệt đối là không xạo với các bạn nha. Cô nói với mình sao thì mình nói với lại các bạn như vậy. Tại vì mình cũng vô đây mình cũng nói với cô á, là cô bác ở đây á, là mỗi lần á, mà muốn mà mình nói á, người ta muốn xuống muốn câu mà câu dịch vụ một ngày bao nhiêu cá dính thì tính sao này kia, cô nói là ở đây không không có dịch vụ đó. À, các bạn không có dịch vụ mà câu ngày bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu hết á. Bây giờ chỉ có là bây giờ chỉ có là như nãy giờ mình nói vậy đó, như nãy giờ mình nói cho các bạn vậy đó, thì cá nó tụ ở đâu á thì nó sẽ như vậy. Những cái đầm này á thì cá nó sẽ tụ vô cái góc ở bên đó, để một lát mình đi qua góc bên đó mình quay cho các bạn xem. Với lại ngay cái miệng cống, ngay chỗ mí, cái mí hào nè đó, các bạn thấy không? Với lại một cái góc trong đây, cái góc ở trong đây đó, thì 3 điểm này là cá nó tụ nhiều nhất. Còn ở khúc này á thì nó gọi là lác đác thôi, chứ nó chỗ mình nói chung là cái ao này chỗ nào cũng có cá. Mà cá mà các bạn câu dính mà các bạn giật mỏi tay là có thiệt luôn á các bạn. Đúng không các bạn? Bởi vậy các bạn nào mà xem video clip của mình á, thì để mình đi dài qua bên đó mình quay cho các bạn xem. Để vậy các bạn nào xem video clip mình á, xem kênh của mình á, các bạn không chưa xem thấy mình up clip lên là nhắn tin mình hỏi là nhắn tin mình hỏi ừ anh chỗ này câu ở đâu anh, ở đâu anh câu câu địa điểm câu sao sao sao. Các bạn không xem gì hết mà các bạn cứ thấy mình up lên là hỏi, tại vì các bạn đi câu các bạn chỉ muốn là muốn chụp lại cho các bạn thôi. Các bạn mình quay mình đi từng cái địa điểm, chỗ này mình chưa quen biết gì mà mình đi vô quay, mình xin người ta, mình vô mình nói này nói nọ, mình xin người ta để mình có cái chỗ cho các bạn xem, các bạn quay giờ các bạn câu chứ quên lộn. Mà các bạn là không giúp mình, mà các bạn muốn 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 cho các bạn không mà đó. Chỗ này là mình chưa bao giờ mình dẫn ai nha, mình cũng mà lần đầu tiên mình vô mình quay chỗ này luôn nha. À, các bạn coi nè, cá nó ụt mà. Có một số bạn á, nói mình không biết cái gì hết mà tối ngày lên chỉ không biết phải ăn cá chẻ đúng không, hay là cá đấu hay là cá này cá kia, mà tối ngày cứ quay nói là không biết chỗ này có cá không, mà chỉ biết phải ăn cá không, biết phải cá chẻ không biết, mà chỉ rồi này kia nói mình ừ ok mình không biết gì đó. Để mình đi vòng lại đây mình quay đường đi nè các bạn, đường này đi xe hơi đi được nha,
các bạn nào đi xe hơi thì 7 chỗ này kia thì đi vô tư, 7 chỗ 16 chỗ này kia đi được nha, chứ không phải đi không được nha. Mình là dân tài xế nhưng mà nhìn đường mình cũng biết là đường đi được hay không. Đây nè, đó con cá đối đó, các bạn thấy cá đối không? Đó các bạn nào muốn ấy thì xuống đây nè, đẩy cái bè này đi xuống đây. Trời ơi, đang quay clip vợ nhắn tin, em ngủ được tí hả anh? Đó các bạn thấy không, cái khúc ở nhà ở trong của cô cà cà. Ôi, cá chảy mới lụa cá đói vô trong bờ này nè các bạn. À, các bạn thấy không, bức tường rồi này kia đã không. Các bạn nào muốn câu á, thì nên lựa mấy cái chỗ, tại vì ở đây á, chỗ nào câu mình xuống mình ngồi mình câu, mình đứng mình câu cũng được á. Ở đây cống của nó không phải là cống mà miệng lớn, cống đây là cống như là nước cạn, cũng như là nước cạn á các bạn, thì nó sẽ đứng ở mực nước đó, nó giống như là khu nghệ cao vậy đó, nó tự tự như khu trên khu nghệ cao vậy đó, cái cống tròn vậy đó, các bạn thấy không, nó cũng đơn giản lắm chứ không có gì khó á. Nó cũng không có gì, bởi vì các bạn câu ở đây cống thì cái vấn đề mà cái đến cống thì mình không nói tới, thì mình cũng không có dành, cái nào mình không dành mình cũng không dám nói cho các bạn. Đó, các bạn thấy không, bây giờ mà cá mà nó quẩn nó ụp ở đây nè, nó ụp ở đây nè, nó ụp ở đây sớm giờ luôn, tại vì cái chẽm có mú thì các bạn cũng biết rồi, có mú nó đâu phải là nó cứ lên nó dí rồi này kia giống như là cá chẽm thôi đúng không, cái nhồng rồi này, cái nhồng với cái chẽm rồi này kia nó dí rồi này kia nó nhìn làm ghê lắm đó. Bởi vậy mình quay, mình giới thiệu, mình quay giới thiệu cho các bạn cái chỗ câu rồi, cũng sơ sơ thôi, sơ sơ cho các bạn xem thôi. Giờ bây giờ mình sẽ đi về dài vô khúc trong để mình quay cho các bạn, cho các bạn xem luôn. Giờ đây, giờ để mình đi mình quay cho các bạn nha. Nè, các bạn thấy ngay cái vàng hầu không? Các bạn thấy vàng hầu không? Nó có, sẽ có cái cống ngay đây. Cống nè các bạn. Cống nè. Các bạn thấy cống không? Đó. Ở đây là nước, hiện giờ là nước rất là sâu nha, tại vì cái cống này là sâu ít nhất cũng phải là 2m, 2m mấy nha. Bởi vì các bạn đánh mồi các bạn cũng yên tâm, tại vì ao này người ta làm lại hết rồi. Bởi vì không có cây cối, không có trà chớm gì dưới á, vì câu các bạn câu cũng yên tâm. Đó, bởi vậy cái chỗ của cô nè, mà chỗ của cô thì để mình quay cái clip mình câu cá đi, rồi mình vô chỗ của cô để mình quay cho các bạn xem thì các bạn đăng ký đi, các bạn theo dõi kênh của mình, các bạn mới biết được cái này cái kia. Thôi giờ mình quay chỉ cụ thể là vậy thôi. Giờ sau này á, giờ 1-2 ngày sau thì các bạn sẽ thấy là clip mình câu ở cái đầm này cho các bạn xem có thật sự là có cá hay không, để cho các bạn tin. Đó, bây giờ mình kết thúc video clip tại đây nha. Đó, bye các bạn. Các bạn thấy hay nhớ cho mình like hoặc là chia sẻ video clip nha. Các bạn xem mà các bạn chia sẻ cho mình á thì mình chia sẻ ngược lại cho các bạn. Các bạn đừng giấu ha.